Chào tất cả các bạn. Hôm nay mình xin chia sẻ đến với các bạn một món canh chay về bí đỏ. Trong chúng ta ai cũng biết bí đỏ là một cái loại thực phẩm rất là tốt cho sức khỏe với rất là nhiều cái dưỡng chất. Và đây là 300g bí đỏ sáp cho các bạn. Và mình sẽ nấu canh với lại là đậu phộng khô giã nhuyễn như thế này. Gia vị đi kèm sẽ là muối, đường và hạt nêm chay và ngò rí để mình nêm. Và chúng ta bây giờ sẽ bắt đầu là cắt bí nha các bạn. Và bây giờ chúng ta tiến hành cắt bí nha các bạn. Đây là 300g bí đỏ sáp. Với lại nấu canh á, thì chúng ta cắt không có quá mỏng, mình phải cắt cục. Thì khi mình nấu thì cái độ dày của bí nó còn nó sẽ rất là béo. Bí đỏ này á là cách người ta thường dùng là nấu canh với lại nấm rơm hoặc là thịt chay hoặc là tất cả các loại nấm đều được. Hôm nay là mình giới thiệu về cái món này là cái món cũng lạ, cũng có không ít bạn biết về cái món canh này, nhưng cũng có một số bạn là người ta lại không biết cái món canh này. Cho nên mình xin chia sẻ với các bạn. Nếu những bạn nào mà biết rồi á thì các bạn có cái cách nào nấu ngon hơn á thì xin comment lại để chia sẻ cho mình biết, để mình cũng học tập theo. Nếu như những bạn nào á mà chưa biết thì mình cứ làm thử ha. Mà các bạn phải lựa bí già và đặc như thế này thì nó sẽ rất là bùi nha. Đây là 100g đậu phộng sống mình giã nhuyễn như thế này. Đậu phộng là một loại hạt rất là tốt cho sức khỏe và nhiều dưỡng chất vô cùng. Khi kết hợp hai thứ này lại với nhau thì đó là một sự kết hợp rất là hoàn hảo. Rồi chúng ta cùng nhau vào bếp nha. Mình đã chuẩn bị sẵn một nồi nước sôi như thế này nha các bạn. Có lẽ các bạn cũng thắc mắc tại sao mà nấu canh mà một nồi nước rất là ít như thế này. Nhưng mà với cái đậu phộng này ấy, nếu mà chúng ta cho nước nhiều thì nó sẽ bị trào ra. Chúng ta phải để nước sôi dày thì mới bỏ vào và để lửa lớn trung bình. Chúng ta cứ nấu như vậy trong vòng khoảng từ 7 tới 10 phút thì cái hạt đậu phộng này nó sẽ chín và các bạn phải giã nhuyễn. Nhuyễn thì nó sẽ rất là ngon, tại vì khi nó ra được cái chất của đậu phộng thì nó béo. Cái dầu nó ra thì nó rất là béo. Và khi nó chín rồi thì chúng ta cho thêm nước vào rồi nấu canh cũng không muộn. Bây giờ chúng ta cùng nhau chờ đậu phộng chín nha. Các bạn hãy nhìn thấy không nè. Đó, đã bắt đầu nó sôi, nó trào lên. Nếu mấy bạn mà để nước nhiều quá thì nó sẽ tràn ra ngoài như vậy. Cho nên mình lựa cái son hơi rộng một chút xíu và mình cho ít nước thôi để mình hầm đậu phộng cho nó chín. Rồi mình mới nấu, mở thêm nước nha. Rồi chúng ta cùng chờ ha. Và sau 7 phút thì cái nồi đậu phộng này nó đã chín rồi nha các bạn. Tại vì cái đậu phộng này mình giã nó nhuyễn cho nên nó cũng mau chín hơn. Nếu mấy bạn mà giã nó không nhuyễn thì nó lại lâu chín. Bây giờ mình cho thêm nước vào ha. Rồi, như thế này thôi, mở lửa thật lớn. Và chúng ta cho bí đỏ vào luôn. Bí đỏ thì nó cũng rất là mau chín nha. Và bây giờ các bạn thấy không, nó đang chuẩn bị sôi rồi nè, nó đã nổi bắt đầu những cái bọt lăn tăn lên. Và bí đỏ thường thường là rất là mau chín. Và chúng ta cũng biết bí đỏ ngoài nấu canh ra thì chúng ta còn làm được rất là nhiều cái món. Có thể là chúng ta xào nè, và có thể là nấu chè hoặc là làm những cái món ăn mà về ăn cơm hoặc là ăn chơi đều được. Cho nên là, nhưng mà hôm nay là mình sẽ chọn thành cái món nấu canh với lại đậu phộng. Nhìn cái món này nó đơn giản vậy thôi nha các bạn, nhưng thật sự là nó rất là ngon mà nó rất là nhiều vitamin đó. Và khi mà cái bọt nó nổi lên á thì các bạn cũng vớt bớt cái bọt nó ra đi nha, đừng có để cái bọt nó ở lại trong cái nồi của mình thì nó không có đẹp. Này, vớt bớt cái bọt ra nè.
Bí đỏ thì còn tầm 3-4 phút là nó đã chín rồi. Và thường thường á thì thường là hay nêm á, người ta hay nêm cái bí đỏ này là hay nêm với lại là rau ngổ. Nhưng mà với cái canh này thì chúng ta không nêm với ngổ nha, chúng ta nên nêm với lại ngò rí hoặc là ngò gai. Vì nó sôi quá trời rồi, chúng ta cho giảm lửa lại bớt nhé. Và bắt đầu vớt bọt. Bọt quá trời các bạn, mấy bạn thấy không nè. Cái đậu phộng này khi mình giã này như vậy, mình nấu thì nó ra dầu rất là thơm, rất là béo luôn. Chúng ta cùng chờ nồi canh chín nha. Chúng ta thấy là cái bí này đã chín được 70% rồi nè. Bạn có thể vớt nó lên và xem. Cái màu nó đã chuyển qua hơi trong lại rồi đó các bạn thấy không? Thì chúng ta bắt đầu đem nếm nha. Đầu tiên chúng ta cho muối vào. Mình ở đây mình dùng khoảng là một muỗng cà phê muối nha. Một ít đường, cũng khoảng một muỗng cà phê. Và khoảng một muỗng cà phê hạt nêm chay. Và bây giờ mình quậy nó lên. Và bí nó cũng bắt đầu nó chín rồi. Các bạn biết không, nếu mà mình không có chắc ăn là bí nó đã chín á, thì mình nên lấy một cái cây đũa nhọn, mình nên xăm thử nó, thử xem nó đã mềm chưa. Nếu mà mình không có kinh nghiệm, mình nhìn cái cục bí thì mình đã phải làm như vậy. Còn như vậy là nó đã chín rồi nha các bạn. Và bây giờ chúng ta chuẩn bị tắt bếp và cho ra tô. Và các bạn hãy nêm nếm theo khẩu vị gia đình của mình nha. Bây giờ chúng ta cùng nhau tắt bếp ha. Các bạn thân mến, đây là tô canh bí mà mình vừa mới nấu xong và cho ra tô. Bây giờ mình sẽ rắc một ít đường nêm lên trên. Và chúng ta không muối tiêu nha. Các bạn có thể nhìn thấy được bây giờ tô canh bí này rất là đặc, sánh lại. Và với độ béo, độ thơm như thế này thì vô cùng hấp dẫn. Chúc các bạn thành công trong món này. Thân ái chào tạm biệt các bạn.